Vâng, hôm nay tiếp tục cuối năm, em cũng tranh thủ lên đây review ở công ty Phúc Khang. Tiếp tục điện thoại cho Lê Tuấn lên review chiếc xe 3000. Vâng nha, chiếc xe 3000 này đời T3. Đấy, có mọt số, đàng hoàng mọt là rộng 2m2, dài 3m8. Đấy, mọt số cầu 5 tấn. Vâng nha. Thì để biết theo chi tiết, em báo giá các bác là 85 triệu. Đấy, 85 triệu với chiếc đầu Ford này. Thì biển số có nhưng không có giấy tờ các bác nhé. Đấy, thực trạng của em đó là chơi dò gà. Đấy, đời T3. Đấy. Đây, T3. Đấy, T3 các bác nhé. Nó nằm sâu trong đó. T3 này. Đây này. Đây, T3. Đấy, T3. 3T. Tê tái hồn này. Lúc này cần Tết rồi, chắc các bác cũng rất hiểu rồi. Mà em thì cũng vậy. Đó nha. Em cũng đang tất cả một chút thời gian để đi review cuối năm có những cái xe nào mà rẻ rẻ để review lên cho các bác. Đấy, rất mong các bác nhiệt tình và ủng hộ em trong thời gian qua. Thì cuối năm rồi, em cũng chuẩn bị lên những video để chúc Tết các bác nha. Rồi xem quay dịp Tết này có bác tài nào mà đánh bài máu dê gái chơi bài mà kẹt tiền thì điện thoại cho em có nhá. Các bác nào mà máu chơi gái mà đánh bài thì cứ điện thoại cho em. em đến em chỉ gửi mua cho các bác nhá. Đấy, rồi các bác lấy tiền nữa, bác đánh các bác được thì các bác lại mua lại xe khác. Đấy, đây là một số các bác nhá, tuyệt vời luôn, tuyệt đỉnh, rất đẹp của chiếc xe này. Đấy, đấy, rất ok các bác nhá. Đấy, từ A đến Z hết. Đấy, đang lọc hết là chưa xiết và rất nguy hiểm. Đấy, nhiều khi mà lỏng không xiết vào là nguy hiểm lắm các bác. Đấy. Đấy, số zin đàng hoàng nghiêm chỉnh. Rồi số cầu 5 tấn các bác nhá, rất đẹp. Đấy, xe này thì cực kỳ, nói chung các bác mà làm thì xe này thì còn rất gì là ngon, cặp vỏ rồi dài 4m chứ không phải 2m các bác nhá. Đây, nối ra rồi, 38 nối ra thành 4m các bạn. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, đấy, Ford 3000. Đấy, xe hiện bây giờ xe đang còn làm. Đấy, cái này nó hơi hở bốt một tí các bạn, về xiết đã rồi. Đấy, chứ ngoài ra không chỉ xe thì nhìn xấu xấu, nhưng mà đang zin của nó luôn. Đấy, đang zin, nên là các bác cứ yên tâm, không có lo. Đấy, nếu bác nào thích nào 85 triệu, các bác điện thoại cho em nhé. Đấy, em mới dẫn các bác đi. Đấy, thì không khí lúc này thì đã nghỉ Tết hết các bác nhé. Đấy, chỉ có mỗi mình em mà đang đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Đấy, rất mong các bác người ta đánh bài đánh bạc còn cả chơi Tết làm sao vừa đủ kinh phí các bác nhé. Đây đây, rất đẹp không, bằng phẳng thùng rất đẹp luôn. Đấy, đây này, cầu này 5 tấn, vỏ rất đẹp. Đấy, sexy đầy đủ. Đấy, ok, thấy cũng tạm tạm, nói chung là được các bác, nhưng mà giá 85 thì hơi cao, còn 75 thì đẹp. Đấy, 75 thì đẹp. Đấy, thùng bóng rất gì là ok. Đấy, chờ xe vẫn đang chờ. Đấy, đấy, nối này. Đấy, 3m7 giờ nối thêm ở đây đúng không, 4m ghê chưa, nối dài. Đấy, tưởng tượng các bác tài Việt Nam của chúng ta là cứ vậy, nối cứ nối là nối. Hai bên hết các bác nhá, sexy thì tuyệt vời. Nói chung xe này sexy và nhíp rất là đẹp. Em thấy rất là tuyệt vời cái mỏng này. Đấy, tuy rằng không rửa ráy gì nhưng mà cũng rất đẹp. Đấy, số đàng hoàng nghiêm chỉnh. Có cái là đùi nhỏ các bác nhá, tiếc cái đùi nhỏ chứ đùi to thì ok, đùi nhỏ thì vẫn ok. Vỏ này còn vẫn còn đâu bác nhá. Đấy, 81, 6 lát răng. Đấy, xe thì phớt tay lái nó hơi nhỉ một tí mà không có sao, rất dài dàng bình thường. Chạy thì từ mu rùa rồi đến cần lái cần đổ đang ok luôn, đang hoạt động đang làm. Đấy, cái này thì cực kỳ luôn, chưa bao giờ có các bác nhé. Đây, đấy, không kiếp tài xế gì. Đấy, này không rửa ráy gì qua các bác nhé. Rồi cả đấy. Rồi ok, theo em thì 75 triệu thì cũng được các bác. Nếu bác nào cần thiết thì điện thoại cho em nhé, 0394 326198. Đây, em rất thích cái này. Đây,
rồi vậy kỹ ha, đấy, khóa lại dấu được cái này mất cái kia rồi đây làm việc nè, đi cùng năm tháng rồi. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác cho em một like cũng như để cho em ủng hộ. Cuối cùng gần đến Tết rồi, em cũng chân thành cảm ơn các bác và xin chúc các bác chuẩn bị đón một năm mới an khang, thịnh vượng, năm Nhâm Thìn các bác nhé. Rồi và em xin dừng video ở đây, hẹn lại các bác video sau.